Dạ, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh Nhà Mới Bình Chánh của Thành nha. Thì hôm nay Thành lại đã kiếm ra thêm được một sản phẩm mà nhà giá rẻ cho cô chú anh chị để mình có thể cân nhắc với tầm tài chính chỉ trên 1 tỷ một tí xíu thôi. Đây là một cái sản phẩm căn nhà sổ hồng riêng. Và rất là nhiều anh chị cô chú cứ hỏi Thành về cái việc mà kiếm cho anh chị cô chú một căn nhà mà tầm khoảng 1 tỷ 2 tỷ 3 đổ lại. À, thì thực sự là hiện tại hồi lúc trước thì chưa có, nhưng hiện tại bây giờ đã có một sản phẩm để anh chị có thể là cân nhắc và tham khảo ha. Thì đầu tiên anh chị có thể thấy là đây là một cái khu nội bộ với rất là nhiều nhà từ góc bên này, rồi xung quanh nhà thì rất là nhiều. Và đây là ở toàn bộ luôn, chỉ còn duy nhất một cái căn mà Thành sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị thôi. Và cái nhà này hồi trước thì chủ nhà mua và cho thuê, thì bây giờ đã vệ sinh lại và bắt đầu là muốn bán, để không có nhu cầu ở đây nữa, muốn bán để có thể là lấy tiền để xoay sở về công việc. Đó, thì đây là một căn nhà với diện tích ngang 4m và dài 11m. Đó, ngang 4m dài 11m. Xây dựng kết cấu một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và có giếng trời ở sau rất là thoáng. Đó, thì anh chị có thể xem là mặt dựng, tổng quan cái mặt dựng của căn nhà của chúng ta hôm nay á mọi người. Đây là một căn nhà có mặt dựng theo phong cách nhà hình hộp mọi người. Nhà hình hộp với tông màu tím. Nhà mình một trệt một lầu, xây theo phong cách hình hộp và nằm cách chợ Bình Chánh chỉ có là 3 cây số và nằm chỉ sau khu đô thị 5 sao thôi mọi người nha. Liền kề với khu đô thị 5 sao nên chị di chuyển cực kỳ là gần luôn. Thay vì với tầm giá này anh chị phải đi xuống Xoài Đôi hay đi xuống Cầu Tràm thì đây là một cái vị trí nhà rất là gần. Và ở đây thì anh chị khi mà chúng ta sợ không có việc làm thì đây bước ra vài bước chân thì chúng ta sẽ có nhiều nhà máy ở đây, và anh chị có thể là xin vào và làm ở đó, thì chúng ta chỉ có di chuyển đi làm đi bộ thôi, rất là dễ dàng luôn mọi người nhé. Thì quay trở lại với căn nhà hôm nay thì căn nhà của chúng ta nó sẽ được bao bọc bởi hai lớp cửa, gồm một lớp cửa sắt ở phía ngoài và một lớp cửa kính ở phía trong như thế này mọi người. Đó, hai lớp cửa. Và căn nhà hiện tại là mới vệ sinh sơ thôi, nó còn không được sạch sẽ lắm, thì anh chị về anh chị có thể là thiết kế lại, cũng như anh chị có thể xem bên nhà của cô hàng xóm bên này này. Thì khi về mà khi mà mình một căn nhà mà mình sử dụng mình ở thì anh chị có thể thấy là nó rất là khác so với cái căn nhà mà Thành sẽ giới thiệu. Nó cũng là một mẫu và một diện tích luôn nha mọi người nha. Khi chúng ta về ở thì chúng ta lại thiết kế và làm theo ý mình, và chúng ta sẽ làm cho căn nhà mình nó đẹp hơn nha mọi người nha. Còn tạm thời đây là một căn nhà thì đôi lúc mình khi mà mình nó vào hình trong video á thì chúng ta nhìn nó khá là đơn sơ và nhìn nó đơn giản lắm, nhưng mà khi chúng ta về chúng ta nếu mà chúng ta có mắt thẩm mỹ thì chúng ta sẽ làm cho nó trở thành một cái căn nhà rất là đẹp theo ý của mình. Anh chị đã thấy thì Thành đang đứng ở trong không gian phòng khách với diện tích nó rơi vào tầm khoảng là 20m², ngang 4 và dài tầm khoảng gần 6m. Thì anh chị có thể thấy là một không gian phòng khách rất là rộng rãi, tuy là một căn nhà giá rẻ thôi, và Thành bật mí luôn để anh chị khỏi phải chờ về cái vấn đề mà chờ giá nữa. Cái nhà mình hiện tại Thành đang bán với mức giá là 1 tỷ 2, và có thương lượng cho anh chị nên anh chị nha, 1 tỷ 2 anh chị nha. Anh chị sở hữu một căn nhà sổ hồng riêng ngang 4 và dài 11m, nằm ngay sau lưng khu đô thị 5 sao mọi người nha. Đó, di chuyển dễ dàng, có công việc ăn việc làm ngay đây luôn nếu anh chị muốn. Đó, rồi hai bên mảng tường làm rất là cao, cao 1m2 cho mình anh chị. Đó, và có những khung tranh này thì như căn nhà hàng xóm của cô hàng xóm thì anh chị có thể là thiết kế theo ý của mình. Đó, ở trên thì chúng ta có một cái hệ thống đèn chùm 3 cái và trần thạch cao, và tông màu thì tông màu màu này màu gì ta, màu xanh màu tím gì đó, thành bị mù màu mọi người. Đó, thì cũng giống như cái màu mà màu mặt dựng của căn nhà mình vậy đó mọi người. Đó, khá là đẹp ha. Gạch thì ốp cao cho nên là chắc chắn là sạch sẽ, và nhà có con nít thì cũng không lo nữa mọi người nha. Rồi, tiếp đến thì mời anh chị tiến vào không gian bên trong này. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Đó, phòng bếp của chúng ta thì diện tích nó tầm khoảng là 20m² á mọi người. Đó, thì chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Đó, có mặt bếp cũng khá là rộng rãi. Không, tới này phòng bếp tầm khoảng 16m² thôi. Đó, và chúng ta còn cái sân sau nữa. Đó, thì tủ bếp cũng là loại tủ inox và kính như thế này. Cũng khá là sạch sẽ luôn mọi người nha. Đấy, và có bồn đầy này kia đầy đủ hết. Và đặc biệt là căn nhà mình á, là toilet nó nằm ở không gian sân sau cho nên nó thoáng hơn những cái căn nhà giá rẻ thông thường mọi người. Đó, Thầy xin nhắc lại là cái nhà mình có giá là đầy đủ là 1 tỷ 2, đã có sổ hồng riêng, và chúng ta có một căn nhà có diện tích là ngang 4 và dài 11m mọi người nhé. Rồi, không gian cầu thang thì cũng rất là dễ đi, cầu thang tầm khoảng là rộng tầm khoảng 1m đó mọi người. Tay vịn thì bằng gỗ và bậc thang thì đá hoa cương.
Lầu 1 của chúng ta sẽ có là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và như thầy nói thì căn nhà mình có giếng trời ấy, cho nên là cái phòng vệ sinh nó nằm ở phía sau, nó rất là thoáng mọi người. Đây, thoáng và nó sáng, chúng ta không cần bật đèn nữa, phòng vệ sinh cũng rất là thoáng luôn nha. Đó, và tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ ở ngay này. Cái phòng ngủ thì tầm khoảng là 12 mét vuông nha. Phòng ngủ này 12 mét vuông. Đèn thì hiện tại là bữa giờ không ở cho nên là không có bật cầu giáo mọi người. Rồi, và đây là phòng ngủ phía trước thì tầm khoảng là 14 mét vuông. Đó, chúng ta có một cái ban công ở trước để chúng ta ra ngoài hóng gió hóng mát. Tầm giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi. Và anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho Thành qua số hotline và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ Thành nha. Và Thành xin nhắc lại là vị trí căn nhà mình cách khu đô thị 5 sao chỉ có là vài bước chân thôi mọi người. Đó, nằm sau lưng khu đô thị 5 sao và cách chợ Bình Chánh chỉ có 3 cây số thôi. Anh chị quan tâm thì nhớ đăng ký kênh này ủng hộ cho Thành và nhớ nếu mà thấy thích hoặc là có góp ý gì thì cứ bình luận bên dưới video nha. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại những video sau.